Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm trên app MyPlay. Đây là cái sản phẩm mình sẽ ví dụ nha. Đầu tiên mình vào app MyPlay. Sau đó nhập mã sản phẩm vào thanh công cụ tìm kiếm. Sau khi nhấp vào tìm kiếm thì ở đây sẽ xuất hiện ra sản phẩm mà mọi người đang tìm. Ở đây mọi người sẽ thấy được hình sản phẩm, mã sản phẩm, giá mua, giá thị trường, thông số kỹ thuật và mô tả sản phẩm. Ngoài ra thì mọi người cũng được đề xuất thêm những cái sản phẩm ở danh mục liên quan. Cách 2, mình sẽ tìm kiếm sản phẩm trong phần danh mục sản phẩm. Sẽ hiện ra danh mục ngành hàng, sau đó mình sẽ chọn ngành hàng mà mình muốn tìm kiếm. Ví dụ mình chọn vô ngành hàng camera quan sát thì ở đây sẽ có cái danh mục thương hiệu. Mình sẽ chọn thử HIK Vision nha. Ở đây có rất là nhiều hãng khác nhau nhưng mình sẽ chọn thử hãng HIK Vision. Đây nó cũng sẽ hiện ra tất cả những cái sản phẩm của cái hãng này và trong cái danh mục này cũng sẽ hiện cả giá, thông số kỹ thuật, mô tả sản phẩm và sẽ gửi những cái sản phẩm liên quan để mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Tuy nhiên thì mình vẫn khuyến khích mấy bạn tìm theo cách một nha vì nó sẽ dễ tìm kiếm hơn rất là nhiều luôn á. Để biết thêm thông tin chi tiết và tải app, mọi người có thể liên hệ thông tin mình để ở cuối video nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha.